Ngoài phòng bạn nhá. Vẫn còn thủ ác quá. Trận này là Triệu Nghĩa của Fly đánh với Thiều Việt Bắc Ninh. Nghĩa phát cầu trước. Ui, phát đập cầu rất mạnh của Trần Quốc Việt. Quốc Việt là người đang phát cầu, là thành viên của đội tuyển cầu lông quốc gia. Kim Cúc chia sẻ livestream cho em nhá. Dạ màn. Thành công mạo khê với trị giá giải thưởng là 50 triệu cho đôi giải nhất đấy. Xin chào Dô Con nhá. Dô Con chia sẻ livestream cho mình nhá. Chưa anh ơi, chưa bán kết đâu anh ơi, đây mới là, à nhầm, không phải vòng bảng ấy. Đây đang là trận vòng loại thôi. Đây là đang là vòng 2. Tỷ số đang là 6-2 cho đôi Thiều Việt. Hay quá, pha chém cầu rất bình tĩnh của Thiều. Cái thằng Nam nó đúng là thằng tuyển Việt Nam. Đây hai tuyển Việt Nam, toàn tuyển thôi. Việt Nam số 1, số 2 Việt Nam thôi. Tiếp phát cầu, đội Bắc Ninh vẫn đang dẫn. Tuấn Huy đánh với Định của Hải Phòng. Và đầu cầu rất mạnh. Quang Thanh Hóa đang đánh bên sân bên cạnh rồi anh ơi. Cầu ngoài sân. À Trường à, tưởng ai mới là Trường. Trường luôn không biết. Trận đấu hay nhất trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Và trong nội dung đôi nam thì có lẽ đây cũng là hai cặp đôi mạnh nhất giải rồi. Rất tiếc là họ đã phải gặp nhau khá là sớm. Đôi nam nâng cao của nhóm tuổi 18-30. Và các bạn nhá. Mình rất thích cách đánh cầu của anh Thiều, cánh cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên thì cầu vẫn đủ khó luôn. Đã xem anh phá đập cầu rất mạnh của Quốc Việt. Tuy nhiên thì Triệu rất là bình tĩnh. Và thứ nhất này là tập trung vào set đấu thứ hai. Rất nhanh. Nhanh. Anh có đứng với kinh không? Và em khả năng cao là Hưng Đức cũng ra vào chung kết bạn ạ. Vì trận đầu tiên ngày hôm nay gặp đôi ba sao là khá là khó khăn. Anh Hải Đen đánh thầy đang ngồi ở bên sân bên ngoài ạ. Đang cổ vũ thằng em Định đánh. Hay quá. Đập cầu rất mạnh của anh Thiều. Nhưng mà đôi Triệu Nghĩa thủ rất là dai luôn. Cầu ăn điểm. Hiện tại thì mọi người đang được xem trận đấu.
Tôi cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, anh hãy tác thêm những người bạn của mình vào để có thể xem được trận cầu hay này đi ạ. Đây là trận đấu rất là hay, được mong chờ nhất ngày thi đấu này của ngày hôm nay. Cầu song sơn rất bình tĩnh. Phần này thì cầu ngoài rồi. Vẫn còn. Rất hay, pha cầu rất hay. Mười bảy rồi. Pha đôi công rất hay. Pha đập cầu dọc biên tốt của Trần Quốc Việt. Hai pha cầu rất tỉnh táo. Trong sân ngoài phòng bạn nhá. Vẫn còn thủ ác quá. Chào Hoàng đây anh ơi, Dô chuẩn bị thi đấu rồi. Chào Dũng nhá. Pha đập cầu rất mạnh của Nghĩa, tuy nhiên thì đối với Trần Quốc Việt thì như thế vẫn chưa là cái gì cả. Thảm đã hơi bị xô một chút rồi. Bởi vì đôi Triệu và Nghĩa đang bị thua set 1. Trong set 2 thì đang đôi Bắc Ninh cũng... Tỷ số là 14-11 cho Triệu Nghĩa. Hay thế nhỉ. Quay trở lại với trận đấu. Một pha bắt cầu ra ngoài. Vừa rồi thì Thảm đã bị xô rồi. Rất nguy hiểm. Được rất nhiều người chơi chuyên nghiệp cũng như là 14-18. Triệu Nghĩa vẫn đang dẫn điểm. Pha cầu trên lưới rất hay của anh Nghĩa. Pha cổ vũ cho đôi Thiều Việt đây. Đấy đánh cũng sắp xong rồi. Xét 1 thì hai bạn ấy thắng rồi. Xét 2 cũng chuẩn bị thắng rồi. Chiều thi đấu đến... Không nói lên em ơi. Ba sao sáng nay thua Đức Hưng của Bắc Ninh ạ. Cầu rất họ đập cầu liên tiếp của đội Bắc Ninh. Thủ dài với đập dài, cái nào sẽ thắng đây? Ôi, điểm nó chưa nghĩa.
căng quá. Pha đập cầu rất mạnh của Việt ở phía bên kia. Rất tự tin là những pha trên cầu trên lưới của Triệu. Có lẽ là anh Nghĩa đã hơi mệt rồi. Rất đáng tiếc. Đúng rồi bác ơi, em vẫn nghĩ là đôi Thiểu Việt ăn. Đúng rồi anh ạ, đánh phong trào nên là luật lệ nó sẽ không khắt khe như là các giải chuyên nghiệp. Vẫn còn hay quá. Điểm đang là 4 đều. Đang là set đấu thứ 3 rồi. Cầu ngoài sân. Anh Sơn Hải Phòng có đánh ạ. Anh Sơn Hải Phòng phong trào đánh với anh Tuấn Đen, còn nâng cao đánh với anh Ngọc Ánh của Quảng Ninh. Duy Long không đánh anh ạ. Duy đi đánh giải gì bên Trung Quốc ấy. Rất mạnh, rất nhanh. Triệu liên tục chủ động ép lưới. Hay quá. Và thủ cỏ móc áng rất hay. Vẫn. Anh, em tưởng ở bên Hà Thủy Nguyên mà. Vẫn còn một pha bay người của Nghĩa, vẫn còn. Triệu thủ quá hay đi. Cơ hội đang nghiêng nhiều hơn về phía đội Thiểu Việt. Đập rất mạnh. Sau một khoảng nghỉ khá lâu vừa nãy thì vừa rồi là một pha đập cầu ra ngoài rất đáng tiếc của anh Nghĩa. 14-10 rồi. Mạnh quá, đập mạnh thật. Ô, cầu lật lưới. Bên kia là đến điểm 20 lần cho rút tiếp. Xong rồi vào đập. Ăn mỗi quả cuối rồi. Hay quá. Đập cầu rất mạnh. Rất bình tĩnh. Và ép cầu ra ngoài của Triệu. 45. Cầu ngoài. Anh ơi. Dạ. Và đập cầu rất khó rồi anh Nghĩa. 16 đều. Cầu trong sân. Một pha đẩy cầu tốt của Nghĩa. Nhưng mà ngồi bắt lâu quá. Trời nóng. Không biết là trọng tài bắt xong trận này sao đây. Và đánh cầu rất hay. Trong những điểm cuối thì đôi Triệu Nghĩa đang chơi tốt hơn. Đập mạnh quá. Cầu ngoài sân. Hay quá, vẫn còn.
vẫn còn. Những pha lên lưới rất nhanh của Triệu. 19-17. Điểm số 20 đầu tiên dành cho đội Triệu Nghĩa. Cùng nghĩ xem nếu mà đôi thắng kia sẽ ăn mừng kiểu gì. Một là cởi áo, hai là cởi bỏ. Pha thủ cầu cạch vọt của Nghĩa rất đáng tiếc. Đây là set 3 rồi bạn nhá. Đây đang là set 3 rồi, tỷ số là 18-20.